Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp ngày 7 tháng 4 năm 2022 chi tiết giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình, công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. 1. Tử vi hàng ngày của tuổi Tý, công việc. Vận trình công việc của tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra dễ thở, trí thông minh tuyệt đỉnh. Cách xử trí nhanh nhạy giúp bản mệnh có những bước nhảy vọt đáng kể qua giai đoạn khó khăn. Nếu có ý định chuyển hướng công việc thì tốt hơn hết là tham khảo ý kiến của mọi người xung quanh. Tình cảm Vận trình tình cảm buồn nhiều hơn vui. Các cặp đôi thường xuyên xảy ra tranh cãi vì những chuyện vụn vặt. Và lại trong ngày còn có điềm bảo liên quan tới người thứ ba nên nếu không có sự bình tĩnh, bao dung từ bản mệnh thì khó duy trì tình yêu được lâu bền. Tài chính Vận trình tài lộc không tệ, những quyết định khôn ngoan liên quan tới lĩnh vực tài chính mang về cho con giáp này khoảng hơi không nhỏ. Cẩn trọng Không nên chủ quan trong việc chăm lo sức khỏe của bản thân. Tuổi giáp tý. Cẩn trọng kẻo có tai nạn bất ngờ liên quan tới tham gia giao thông. Tuổi mậu tí, hòa tiểu nhân đeo bám gây ra đủ mọi lo toan. Con số may mắn số 4, số 2, màu sắc may mắn màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ. 2. Tử vi hàng ngày của tuổi sủ, công việc. Vận trình công việc của tuổi sủ trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng. Dù đang theo đuổi bất cứ lĩnh vực nào thì người tuổi sổ vẫn luôn làm việc bằng thái độ cầu tiến lẫn tinh thần trách nhiệm cao. Ngoài ra, sự tự tin vào năng lực của bản thân trước hết là giúp bản mệnh chiến thắng được nửa chặng đường. Tình cảm Vẫn trên tình cảm có điểm sáng, quý nhân kề cận mọi lúc mọi nơi dẫn dắt người độc thân tìm tới bến bờ yêu thương cho mình. Tuy nhiên, con giáp này vẫn nên cân nhắc và suy nghĩ thận trọng trước khi đưa ra lựa chọn sau cùng để không hỏi hận về sau. Tài chính Vận trình tài lộc được cải thiện ít nhiều, chất lượng cuộc sống được nâng cao cũng là ước muốn của khá nhiều người. Cẩn trọng Còn chần chừ do dự nghĩa là còn bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt. Tuổi tân sủ không cần phải lo lắng quá nhiều vì khó khăn kịp thời được giải quyết. Con số may mắn số 10, số 1, màu sắc may mắn màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ. 3. Tử vi hàng ngày của tuổi dân Công việc Vận trình công việc của những chú hổ trong ngày hôm nay diễn ra với nhiều trở ngại. Dự báo con giáp này dễ trở thành đối tượng khiển trách phê bình của cấp trên. Mức độ của hậu quả sẽ nặng nhẹ khác nhau nhưng đây cũng là cơ hội tốt để con giáp này có được bài học kinh nghiệm đắt giá. Tình cảm Vận trình tình cảm bình yên, đằng sau những áp lực sô bồ trong cuộc sống thường ngày, con giáp này cũng chỉ muốn tìm được chỗ dựa là những người thân yêu của mình. Thật may vì đối phương ngoài làm tròn trách nhiệm của người bạn đời thì họ còn là cánh tay phải đắc lực cho con giáp này. Tài chính, vận trình tài lộc bên ổn chính tai nhập mệnh giúp những người mau chóng giải quyết được những rắc rối liên quan tới tiền bạc cẩn trọng không có gì là không thể tất cả còn phụ thuộc vào cách nhìn nhận của mỗi người tuổi mậu dần tình cảm gặp nhiều trong gai muốn bên nhau e là khó tuổi bính dần tranh cãi càng thêm gay gắt vì hiểu lầm tồn động con số may mắn số 5, số 7, màu sắc may mắn màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tuất. 4. Tử vi hàng ngày của tuổi mão công việc. Vận trình công việc của những chú mèo trong ngày hôm nay diễn ra không thuận lợi. Điểm báo dễ có gây gỗ, cãi vã và xích mít với đồng nghiệp. Tốt nhất là người tuổi mão nên tìm cách tránh xa các cuộc tranh luận bao đồng để hạn chế thị phi bộ vay. Tình cảm vận trình tình cảm có điềm báo rạn nứt. Mối quan hệ tình cảm của cặp đôi sẽ khó lòng củ phản kịp thời nếu như cả hai không chịu hạ thấp cái tôi ngất ngưỡng của mình. Tình duyên, kém sắc nên ngừa độc thân mãi mà chưa tìm được một nửa để yêu thương. Tài chính, vận trình tài lộc gặp nhiều may mắn, bản mệnh có thể nhận được những khoản tiền bất ngờ trong ngày như trúng số, lọc, ăn uống. Cẩn trọng, đừng nên cố chấp gượng ép với tình cảm không vui trong hiện tại. Tuổi đinh mão thiếu tỉnh táo và lý trí khi giải quyết vấn đề nghiêm trọng. Tuổi quý mão nên học cách tiết chế các cảm xúc tiêu cực. Con số may mắn số 16, số 4, màu sắc may mắn màu tím, quý nhân phù trợ tuổi hợi. Năm, tử vi hàng ngày của tuổi thân, công việc. Vận trình công việc của những chú rồng trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng dễ dàng. Đường công danh rộng mở hành thông, người làm kinh doanh xây dựng tốt uy tín của mình trên thương trường. Đây cũng là lý do mà quá trình tìm kiếm đối tác bạn hàng của họ được trôi trải hơn. Tình cảm Vận trình tình cảm được hâm nóng kịp thời. may nhờ cỏ quý nhân lập hợp soi đường dẫn lối mà con nhấp này tìm được cơ hội để khơi gợi cảm xúc yêu thương với nửa kia. Tình yêu tưởng trừng sắp phai phôi lại được lấp đầy nhờ nỗ lực của cả hai người. Tài chính, vận trình tài lộc có điểm sáng, tuổi thân dễ dàng tìm được cơ hội phát tài nhờ có nhị hợp với địa chi trong ngày. Cẩn trọng, không tránh những vấn đề nảy sinh bất ngờ. Tuổi canh thân, cố gắng giữ bình tĩnh khi gặp khó khăn, rắc rối. Tuổi nhâm thìn dễ có sai sót trong công việc liên quan tới giấy tờ sổ sách. Con số may mắn, số 5, số 8, màu sắc may mắn, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi tuốt. 6. Tử vi hàng ngày của tuổi tỵ công việc Vận trình công việc của tuổi tỵ trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ, những chú rắn được quý nhân trao cho cơ hội để thể hiện năng lực của mình, kết hợp với tinh thần trách nhiệm cao, sự hăng sai và nhiệt tình của con nhấp này nhanh chóng vượt qua được các khó khăn tạm thời. Tình cảm Vận trình tình cảm thăng hoa, tuổi tỵ và nửa kia an tâm tận hưởng những khoảnh khắc yêu đương ngọt ngào, lãng mạn mà tình yêu đem tới. Dù có không ít tác động ngoại cảnh chi phối thì hai người vẫn giữ lòng tin vào tình yêu hiện tại. Tài chính Vận trình tài lộc được nâng cấp, lương bổng được cấp trên cất nhắc tăng thêm nhờ những biểu hiện xuất sắc trong công việc của người tuổi này. Cẩn trọng Không có gì là không có thể và không có gì có thể làm có được bản mệnh ngoại trừ sức khỏe thay đổi thất thường. Tuổi kỷ tỵ không có sự cân bằng tốt giữa công việc và gia đình. Con số may mắn số 18, số 2, màu sắc may mắn màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi sửu. 7. Tử vi hàng ngày của tuổi ngọ, công việc. Vận trình công việc của tuổi ngọ trong ngày hôm nay diễn ra không dễ dàng. Khuyên những chủ ngựa cần phải hết sức thận trọng trong từng việc mà mình làm, đề phòng có kẻ gành ghét, bài mưu tính kế để hãm hại. Tình cảm Vận trình tình cảm trắc trở buồn lo, ngũ hành tương xung tác động khiến các cặp đôi phải trải qua giai đoạn khó khăn trong tình yêu. Tưởng chân đã tìm được bến đổ bình yên trong cuộc đời mình, nhưng bất ngờ đường ai nấy đi chỉ vì những lý do vụn vặt. Tài chính, Phận trình ta lọc đi xuống, điềm báo tuổi ngọ dễ gặp phải các sự cố ngoài ý muốn trong chuyện làm ăn nên khó kiểm soát được doanh thu ổn định. Cẩn trọng, nhẹ dạ cả tin nên trở thành đối tượng bị lừa lọc lúc nào chẳng hay. Tuổi canh ngọ cố gắng giữ bình tĩnh khi đối mặt với khó khăn. Tuổi mộng ngọ không giữ được sự vững vàng trước cảm bẫy lợi ích. Con số may mắn Số 17 Số 46 màu sắc may mắn, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi mùi. 8. Tử vi hàng ngày của tuổi mùi, công việc Vận trình công việc của những chú dê trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi. Tình yêu mãnh liệt với công việc hiện tại giúp bản mệnh đưa ra được những ý tưởng sáng tạo độc đáo và có giá trị cao. Cùng với năng lực dồi dào nên dường như không có gì có thể làm khó được những chú dê này. Tình cảm, vận trình tình cảm chưa được trọn vẹn, tình cảm gia đình đang phải đối mặt với những áp lực vô hình khiến cả hai không giữ được niềm tin vào tình cảm hiện tại. Như việc tuổi mùi không tìm được sự cảm thông từ đối phương cho những khó khăn mình gặp phải. Tài chính, vận trình ta lọc trốn rỉnh. Bản mệnh không cần phải lo lắng về chuyện tiền nông như khoảng thời gian trước nhờ có thu nhập ổn định. Cẩn trọng Đừng quá chủ quan với chuyện tình cảm hiện tại quá vì không biết rủi ro sẽ ập tới bất cứ lúc nào. Tuổi kỷ mùi Tư duy đi theo lối mòn nên khó có sự đột phá. Tuổi tân mùi tránh làm việc theo tính ngưỡng cá nhân, bảo thủ. Con số may mắn số 3, số 2 – màu sắc may mắn màu tím quý nhau phù trợ tuổi tốt chín tử vi hàng ngày của tuổi thân công việc vận trình công việc của tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra không thật sự suôn sẻ thất bại ở thời điểm hiện tại chính là bài học kinh nghiệm về sự lắng nghe chú trọng việc tham khảo ý kiến của những người đi trước và cân nhắc kỹ lưỡng trước mọi quyết định sau cùng để hạn chế tối đa những sai lầm có thể xảy ra tình cảm. Vận trình tình cảm đón nhận nhiều tin vui bất ngờ, thân dậu, tương hội mang tới cho những người yêu xa, khoảng cách, thời gian, tìm lại về với nhau. Người độc thân có đủ dũng khí để bộc lộ tình yêu dành cho nửa kia. Tài chính, vận trình tài lộc kém sắc, sự thiếu sáng suốt trong khi đưa ra các quyết định quan trọng, người gánh chịu hậu quả tài chính sau cùng chỉ là người tội thân cẩn trọng. Tài chính eo hẹp nên chi tiêu trong ngày cũng có điều phải lo nghĩ. Tuổi canh thân, mệt mỏi vì những áp lực do bản thân tạo ra. Tuổi nhầm thân, làm ra tiền nhưng khó giữ được. Con số may mắn, số 36, số 1, màu sắc may mắn, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi tí. 10. Tử vi hàng ngày của tuổi dậu công việc. Vận trình công việc của những chú gà trong ngày hôm nay diễn ra không quá dễ dàng. Dự báo người tuổi dậu dễ đánh mất các cơ hội thăng tiến tốt trên con đường sự nghiệp. Dù là người có năng lực đi chăng nữa, nhưng nếu không biết phát huy và tận dụng đúng chỗ thì sẽ bằng không. Tình cảm Vận trình tình cảm khởi sắc Người độc thân dù chưa tìm được một nửa yêu thương nhưng lại có niềm vui vững chắc vào việc mình sẽ tìm được chân mệnh cuộc đời sớm thôi cũng nhờ có sự tin tưởng lẫn nhau mà các cặp đôi duy trì tốt tình yêu trong hiện tại tài chính vận trình tài lộc có điểm sáng nguồn doanh thu có tín hiệu kéo ung ung về nhà đây được xem là phần thưởng xứng đáng cho những công sức bỏ ra bấy lâu cẩn trọng cố chấp bảo thủ trong công việc làm ăn nên việc mắc sai lầm là điều khó tránh khỏi tội ất dầu công việc nảy sinh nhiều xích mích xung đột tuổi kỷ dậu có ý bỏ cuộc giữa chừng khi còn chưa cố gắng hết sức con số may mắn số 1, số 8, màu sắc may mắn màu xanh đen quý nhân phù trợ tuổi ngọ 11. tử vi hàng ngày của tuổi tuất công việc vận trình công việc của tuổi tuất trong ngày hôm nay diễn ra hành thông đường công danh hứa hẹn sẽ có những bước tiến đáng kể nhờ vào công sức của bản mệnh là một phần. Một phần khác là nhờ vào sự hỗ trợ kịp thời từ quý nhân, người thân, bạn bè. Tình cảm Vận trình tình cảm mất nhiều hơn được, tuổi tuất nên chuẩn bị tâm lý vững vàng để đối diện với những thương tổn trong vấn đề tình cảm hôm nay. Người độc thân cần cân nhắc kỹ càng trước lựa chọn có nên tiến tới hay là rút lui. Tài chính vẫn trên tài lọc được nâng cao đáng kể, các hạng mục đầu tư gặp thuận lợi nên việc kiếm tiền không phải là quá khó khăn. Đối với con giáp này, cẩn trọng, trao đi tình cảm cho người không coi trọng nó là một sai lầm. Tuổi giáp Tuất gia đạo bất an vì cải vã liên miên, tuổi mậu Tức né tránh thực tế vốn không phải là cách con số may mắn số 13, số 5, màu sắc may mắn màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tuất. 12. Tử vi hàng ngày của tuổi hợi Công việc Vận trình công việc của tuổi hợi trong ngày hôm nay diễn ra có chút rắc rối. Khuyên người tuổi này cần phải chú tâm hơn nữa trong các kế hoạch đang thực hiện. Bởi lẽ chỉ cần một chút bất cẩn hay lơ là của bản mệnh thì sẽ gây ra ảnh hưởng to lớn tới lợi ích chung. Tình cảm Vận trình tình cảm phượng vận, ngũ hành tương sinh giúp cho chuyện tình yêu đo lửa thêm nồng nàn sắc thấm. Người độc thân lần lần với thứ cảm xúc mới lạ trong mối quan hệ với một người mới quen. Tài chính Vận trình tài lộc gặp biến động do kế hoạch chi tiêu còn thiếu khoa học, thận trọng kỹ càng. Cẩn trọng Đừng tự bỏ buộc mình trong khuôn khổ tù túng chật hẹp. Tuổi ất hại, công việc giữa chân gặp nhiều trở ngại. Tuổi Kỷ hại, nên nhìn nhận khó khăn một cách tích cực hơn. Con số may mắn số 8, số 12, màu sắc may mắn màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi mùi.